Chào mừng các bạn đến với appsit.vn. Hôm nay mình nhận được cái iPad 4 các bạn ha, phiên bản Wi-Fi. Thì sorry các bạn, phiên bản 3G. Thì hạ bây giờ sẽ hạ nó xuống thành phiên bản Wi-Fi để thoát cái iCloud các bạn ha. Thì như các bạn cũng biết, cái iPad mà muốn hạ được cái thoảng iCloud á, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo cái màn hình và cảm ứng ra. Thì nhân cái dịp này mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách tháo cái màn hình và cái cảm ứng cái iPad 4 một cách nó an toàn các bạn ha, không có gây hư cảm ứng, không có gây chạy cảm ứng. Rồi thì sẽ sử dụng cái miếng gia nhiệt PCB này. Đầu tiên thì mình sẽ đẩy cái mặt cảm ứng iPad lên. Thì các bạn có thể đẩy cái mặt lưng á, tùy ha, tùy theo sở thích thôi. Có người thì thích đẩy cái mặt cảm ứng iPad lên cho nó nóng lẹ giống như vậy đó. Còn có người thì thích đẩy cái mặt lưng lên để cái nhiệt nó truyền từ từ mặt lưng nó truyền lên thì sẽ an toàn hơn đối với những cái máy mà có cái Touch ID như iPad mini 3 hoặc là iPad E2 trở lên ha. Rồi thì đẩy lên và chúng ta sẽ sử dụng cái tay để chúng ta cảm giác coi nên cái nhiệt độ nó đã đủ chưa, tại vì nếu mà nó nóng quá thì nó sẽ hư màn hình hoặc là hư cảm ứng gì đó các bạn ha. Nhưng mà ở cái miếng PCB này nó không có nóng đến vậy đâu. Mình set cái nhiệt độ khoảng 60 thôi, mình đẩy đó và khoảng chừng 4 phút là nó có thể mở cái cảm ứng ra rồi. Rồi thì đầu tiên đẩy cho cái keo nó mềm ra đó, thì mình sẽ cho một ít cái aceton vào bốn cái mặt cảm ứng ha. Thì mở cái iPad cảm ứng cho iPad 4 này nè, nó sẽ giống như mở cảm ứng cho iPad 2 và iPad 3 thôi, nó sẽ giống nhau ha, không khác gì đó. Nhưng mà cái iPad 4 này mở dễ hơn. Tại sao? Tại vì cái iPad 4 á, nó sẽ không có những cái dây mà quan trọng nó nằm ở trên cái sườn hoặc cái mặt cảm ứng á, nên các bạn mở á, nó không có gây đứt ha. Nó chỉ có cái dây nút home thôi. Thì cái dây nút home nó sẽ nằm rất là sâu bên trong, nên cái nếu mà các bạn mở theo cái cách giống mình á, các bạn sử dụng cái miếng bài nylon á, hoặc là các bạn sử dụng cái miếng phim X quang á, cái này là mình sử dụng miếng phim X quang ha, mình cắt ra thì nó sẽ đủ cái độ cứng và đủ cái độ mỏng để mà mình tước cái keo á, và nó không có gây bởi, thứ nhất là không gây bởi cảm ứng, thứ hai là nó sẽ gây rất là ít khi mà nó chày. Còn trường hợp như xui rủi như cái lớp sơn trên cái cảm ứng á, nó lâu ngày nó già cỗi các bạn ha, nó sẽ chóc ra một ít, thì các bạn có thể sử dụng sơn đen á, sơn móng tay á, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái bình sơn đen xịt cũng được ha, để các bạn sơn lại cho nó cũng rất là đẹp thôi, nhìn y như zin vậy. Còn ở những cái miếng cảm ứng trắng thì các bạn có thể sử dụng bút xóa đó ha, bút xóa thì rất là ok. Rồi sau khi mà mình đã cho một ít cái xăng vào và cái sức nóng á, nó làm cho cái xăng nó bốc hơi lên ha, nó sẽ làm cho cái keo nó tương đối nó mềm ra, thì mình sẽ đưa cái miếng X quang vào các bạn không, nó đủ, nó mềm nhưng mà nó đủ cái độ chắc để mà nó mà đưa vô để kéo cái keo ra các bạn không. Thì nếu mà các bạn đã xem những cái video clip mà hướng dẫn tháo cái mặt cảm ứng ra rồi thì cái này quá đơn giản rồi ha, các bạn chỉ cần biết cái hướng để mở ra mà nó không. Về cái iPad 4 á, các bạn chỉ cần quan tâm đến cái dây cảm ứng nó nằm ngay cái hướng nào, đúng không? Ok, thì cái dây cảm ứng các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ nằm ở bên trái, nó nằm ở bên trái ngay nút home á, thì cố gắng thì chúng ta đừng có kéo theo cái hướng đó, mà chúng ta sẽ kéo theo ba cái hướng còn lại á, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái miếng hít đó để chúng ta dở lên ha, nó rất là an toàn, nó không có gây hư hỏng gì cho mặt cảm ứng á. Mà không? Thì những video clip mình làm hầu hết tất cả đều là những video clip thực tế ha. Thì nên các bạn xem và thấy cái khoảng thời gian mở nó tương đối lâu, chứ nó không có nhanh được như những cái video clip mà mở theo cái kiểu như biểu diễn á. Như những cái clip ở bên nước ngoài thì hầu như họ đã mở ra sẵn rồi các bạn ha. Thì họ gắn vào lại và họ chỉ biểu diễn cho các bạn xem là cái hướng để mở thôi. Thì các bạn xem những cái video clip đó với cái mục đích là các bạn lấy cái thông tin ở những cái máy mà lần đầu tiên các bạn mở á, các bạn lấy cái thông tin để các bạn biết được cái cách mở và cái hướng của người ta mở ha, và các bạn làm. Thì tất nhiên là làm nó sẽ lâu hơn là cái clip của người ta rồi. Còn nhưng mà các bạn làm sẽ khoảng cái khoảng thời gian nó sẽ nằm ở cái clip mình thôi, là khoảng chừng 10 phút thôi chứ không có lâu đâu ha. Thì ở các bạn, nếu mà các bạn làm ép kính thì chắc chắn 100% là các bạn không cần phải xem những cái clip này ha, cái này nó quá đơn giản đối với các bạn rồi. Còn đối với những bạn mà chưa từng bao giờ mà mở cái mặt kính iPad á, thì các bạn có thể xem để rút kinh nghiệm, đúng không? Kinh nghiệm của người khác, nếu mà mình học được thì mình sẽ đỡ phải trả giá. Và những cái clip này mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí trên YouTube các bạn ha. Các bạn cứ việc sub cái kênh, đăng ký cái kênh YouTube rồi xong, và các bạn vô và các bạn vào cái danh sách phát á, các bạn vào đúng những cái mục như là iPad hoặc là iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 cộng, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4, 4S gì đó, đúng không?
các bạn vào đúng cái mục và các bạn sẽ tìm ra được những cái video clip các bạn cần xem ha, và các bạn nên xem nhiều lần trước khi các bạn làm á, để tránh những cái rủi ro nó đáng tiếc không có xảy ra. Còn không, sau khi mà các bạn cái miếng keo mà nó đã tách lên, các bạn sẽ mở nhẹ nhẹ, các bạn thấy nó tương đối hé hé lên ha, nhưng mà các bạn phải mở ha, các bạn phải vuốt cho đến hết hết ba cái mặt luôn, có nghĩa là vuốt sát đến cái mặt thứ tư á, đúng không? Cái iPad nó có cái mặt kính thì nó có tất cả là bốn mặt đúng chưa, đó trên dưới trái phải gì đó, thì mình sẽ vuốt vuốt cho sát cái góc mà cái mặt mà nó chứa cái bớt dây cảm ứng á, vuốt sát cái mặt đó và mình sẽ bắt đầu mình dở lên. Thứ nhất là không gây đứt cảm ứng, thứ hai là không có gây cái bẫy. Đó, chỗ nào mà nó còn cảm giác mà còn cứng quá thì các bạn cứ cho một ít cái acetone hoặc là cái xăng thơm vào thôi. Rồi ở đây thì các bạn cũng có thể vuốt xuống một ít thôi. Ok, đến đây là dừng ha. Rồi cũng được nữa, tại vì cái bớt dây cảm ứng nó nằm ở phía dưới gần cái nút hơm các bạn ha. Rồi sau khi các bạn mở vuốt được rồi thì chúng ta chỉ việc cầm cái cục hít đó, chúng ta mở nhẹ một cái là cái miếng cảm ứng nó sẽ gỡ lên thôi, các bạn thấy không, rất là đơn giản. Rồi thì sau khi mà gỡ được cái miếng cảm ứng lên thì các bạn tiếp tục bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng vít ba ke để mở bốn con ốc ở trên định vị cái màn hình đó, mở bốn con ốc nó định vị màn hình, rồi sau đó chúng ta dở cái màn hình lên, sau đó thì để an toàn thì chúng ta nên dở thêm cái con ốc ngay cái chân pin đó ha, để cách ly cái cục pin ra, rồi chúng ta sẽ lấy socket màn hình và lấy socket cảm ứng ra, thì các bạn chỉ cần cẩn thận ngay cái chỗ sau lấy cái socket cảm ứng á, các bạn cẩn thận ngay chỗ lấy socket cảm ứng ha, tại vì cái socket cảm ứng á, cái dây cảm ứng nó sẽ dán sát xuống cái sườn á, nên chúng ta có thể nhỏ một ít xăng vào để chúng ta gỡ ra để tránh làm đứt cái cọng dây ngay đó các bạn ha. Rồi và các bạn để ý cái bớt dây cảm ứng á, nó sẽ có một cái đường cong, nó sẽ gắn sát ở dưới á, nó gắn sát vô cái sườn á, các bạn để ý ha, khi mà ráp vào các bạn cũng phải ráp sát như vậy á. Rồi mình sẽ tạm dừng cái video clip ở đây, cảm ơn các bạn theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công.